Chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay dân Châu Đốc An Giang đang có mặt tại chùa Rô thuộc huyện Tịnh Biên các bạn. Tại đây thì hôm nay có tổ chức lễ hội đua bò bảy núi, một lễ hội truyền thống của bà con dân tộc Khmer. Ngay từ sáng sớm cũng đã có rất nhiều người dân ở địa phương cũng như du khách ở phương xa đã hội tụ về đây để xem lễ hội đua bò này. Phía dưới sân thì có khoảng 20 đôi bò đã sẵn sàng cho những vòng đấu kịch tính. Về thể thức thi đấu của bộ môn đua bò này cũng khá là đơn giản, thì các cặp bò sẽ thi đấu theo vòng bảng, xong rồi đến tứ kết, bán kết, rồi vào trận chung kết. Mỗi lần thi đấu thì các cặp bò sẽ chạy hai vòng tròn của sân thi đấu này. Thì hai vòng thì người ta gọi là vòng hô và vòng thả. Vòng hô thì các cặp bò sẽ di chuyển từ từ kiểu như để quen mặt sân đó các bạn. Ở vòng thả thì các cặp bò sẽ chạy tăng tốc để về đến đích sớm nhất. Đây là cái khu vực để tập hợp các đôi bò, các đôi bò chiến. Thì các đôi bò sẽ được bốc thăm, đôi nào thì thi đấu trước thì sẽ sang bên phần sân thi đấu. Các đôi bò còn lại sẽ tập trung tại đây. Mỗi cặp bò đều có số báo danh các bạn. Đây là cặp bò chiến có thân hình lớn nhất trong các cặp bò ở địa điểm đua này. Cặp bò này cũng chuẩn bị ra sân luôn nè. Còn đây là bộ nhạc cụ truyền thống của người Khmer đó các bạn, đang được các nghệ nhân trẻ biểu diễn tại sân đua bò. Cặp bò tiếp theo mang số báo danh 06 và 07. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sát luôn bạn ơi. Hãy chọn cái đấy thứ hai. Mời đi bà mang số đồ không bán quân cho hai mang quân về. Chạy dữ rồi, chạy dữ rồi. Nước tung tóe luôn rồi. Tay luôn. Rồi dầm cuối nè, miết vô, miết vô. Hãy chọn cái đấy thứ ba, ba bà mang số đồ 13 của anh Trần. Ôi, ôi. Ồ, chạy dữ rồi, chạy dữ rồi. Nước tung tóe luôn rồi. Rồi. Đấy, chế đó. Đó, tăng tốc rồi đó, tăng tốc, tăng tốc. Quá mệt, quá mệt. Hãy chọn cái đấy thứ sáu để bà mang cái này hoàn bảy quân cho thiên tài là đi tiếp. Giờ chúng ta sẽ di chuyển xuống bên dưới để giao lưu với các anh tài chủ bò. Ở đây có mấy anh tài lái bò làm nhà dài nhà ly rượu trước khi vào trận đấu. Mấy người điều khiển bò thường có một cây roi giống như cái anh này đang cầm đây nè. Anh cho em mượn cây roi này ha. Đây là cái cây để dành điều khiển bò đó các bạn. Các anh tài điều khiển sẽ đứng phía sau á. Phía dưới này là có cái đinh nhọn nè. Cái đinh nhọn này để họ đánh vào cái phần mông của con bò đó để mà bò nó tăng tốc chạy về đích. Con tha hù hơi bạn. Hù hơi đâu? Thấy trên cái cây này cũng có bao một lớp cái này là bằng đồng ha. Họ mau tà cái này, cô mặc đồ luôn. Cái này bằng đồng hay bằng sắt vậy anh? Này dạ, sắt. Sắt hả? Cái này mình ốp thêm một lớp sắt bên ngoài phải không? Dùng hồi xưa thì nóng. À, hay luôn ha. Cảm ơn anh. Mình đang thấy cái anh điều khiển bò này nè, anh đang nặng những quả chanh vào trong miệng của những chú bò này nè các bạn. Để mình lại gần hỏi thêm sau. Này mình nặng chanh cho làm chi vậy anh? Không cho gì? À, miếng ói hả? Khổ nước á. À,
Mình thấy anh Tài này nặng chanh vào trong miệng của cặp bò này nè. Đây là anh Tài chủ bò của cặp bò số 13 nè các bạn. Bò này mình nuôi là bao nhiêu năm thì mới đem ra đua anh? Mới đua. Không, nuôi mấy năm á? Nuôi mấy năm? Một năm hả? Một năm là đua hả? Mỗi một con bò mình nặng khoảng nhiêu ký anh? Nặng khoảng nhiêu ký á? Tấn mấy? Con 500 à. Mà cô mấy kilo? 50 kilo hả? 50 rồi. 600 kg hả? Ồ, còn 600 kg hả? Nặng dữ ha. Sau vài vòng thi đấu thì ngay lúc này chúng ta sẽ thưởng thức màn tranh tài của cặp bò ở trận chung kết. Chỉ vài giây nữa là chúng ta sẽ thấy được màn bứt tốc của cặp bò này. Như vậy là cặp bò mang số báo danh 09 đã giành giải nhất của cuộc thi đua bò Chùa Rô năm nay các bạn. Đến đây thì dân Châu Đốc An Giang cũng xin kết thúc video về lễ hội đua bò của đồng bào dân tộc Khmer tại Chùa Rô, tỉnh Biên năm 2022. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và theo dõi kênh dân Châu Đốc An Giang trong thời gian vừa qua. Các bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh thì nhớ nhấn ủng hộ để đón xem những video tiếp theo của kênh dân Châu Đốc An Giang nhé.